ơn quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cà Phê Tech, một chương trình lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp trong công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai, nhằm mục đích số hóa cũng như nâng tầm hình ảnh bóng đá Việt bằng bộ công nghệ hình ảnh Bullet Time. Thì vừa qua, chuỗi sự kiện bệ phóng thương hiệu với chủ đề bóng đá Việt kỳ phát số đã được diễn ra vào ngày 23-24 tháng 9, thu hút rất nhiều sự quan tâm của các tín đồ bóng đá cũng như là tất cả các người dân Việt Nam. Và mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một vài những hình ảnh chúng tôi ghi nhận về sự kiện này. Đây là lần đầu tiên những khoảnh khắc vô giá được lưu giữ nhờ vào ứng dụng công nghệ để dành tặng cho người hâm mộ. Sự kiện còn kết nối các đơn vị tổ chức, đơn vị tài trợ, các cựu tuyển thủ, nghệ sĩ và người tham dự cùng giao lưu chương trình âm nhạc trong đêm gala Hào Quang Trở Lại và tham quan triển lãm các gian hàng sản phẩm đến từ các doanh nghiệp chuyển đổi số. Đêm gala đã diễn ra phiên đấu giá 4 vật phẩm thể thao được các tuyển thủ và các cựu huấn luyện viên ký tặng với thông điệp trao yêu thương sáng tương lai để gây quỹ thiện nguyện. Đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự kết hợp giữa tình yêu bóng đá và tinh thần nhân văn, thể hiện tình đoàn kết và lòng yêu thương của cộng đồng hâm mộ thể thao Việt Nam. Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng cho người tham dự khi được tận mắt chứng kiến các khoảnh khắc vinh quang được tái hiện lại của các tuyển thủ quốc gia như các đường chuyền, các cú sút ghi bàn thắng. Thông qua sự kiện trình diễn trực tiếp, bộ công nghệ hình ảnh được thực hiện bởi 120 camera và công nghệ Bullet Time độc quyền của O Media Studio nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp của các tuyển thủ cho nền bóng đá nước nhà. Đối với công nghệ Bullet Time thì nó là một cái tính năng rất là độc đáo. Được hiểu nôm na Bullet Time là một cái công nghệ làm ra một cái hiệu ứng làm ngưng động thời gian. Chúng tôi đang sở hữu một thứ rất là đáng giá là một cái phần mềm gọi là X-Angle Camera Serve. Đây là một cái phần mềm có thể tối ưu hóa cái tính năng ưu việt của nó. Thứ nhất, nó tiết kiệm thời gian sản xuất, tiết kiệm nhân lực, tiết kiệm chi phí, đồng thời nó sẽ giảm thiểu rủi ro. Một ví dụ điển hình là trong chương trình Rap Việt mùa 3 vừa qua và những cái chương trình mà bên Omega đã thực hiện cho bên Sen Vàng, chúng tôi mỗi dự án chúng tôi có thể thực hiện hàng trăm cái suất thức phim Bullet Time. Mọi thứ nó đã được tối ưu hóa từ phần cứng cho đến phần mềm để cho quá trình sản xuất nó được tiết kiệm tốt nhất có thể. Chương trình hôm nay thì chúng tôi thấy đây là một cái hệ thống công nghệ, có thể nói rằng một cái công nghệ rất là mạnh mẽ, rất là tiên tiến. Và tôi nghĩ rằng đối với một cái doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức được và nghiên cứu rồi phát triển rồi đầu tư để có được một hệ thống và một cái kỹ năng, năng lực về công nghệ số như của cái công ty OpenLine là một cái điều tôi cho rằng là rất đáng được và ủng hộ để qua đó nó lan tỏa sang cho các doanh nghiệp khác. Trận bóng đá giao hữu Hào Quang Trở Lại giữa các tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia ở sân vận động Thống Nhất, cầu thủ, cựu cầu thủ được chia làm hai đội, sao vàng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Khan Little và trong vàng do huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chỉ đạo. Hội ngộ dịp này đã làm sống lại những giây phút hào hùng của bóng đá Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Đại diện ban tổ chức cho biết gần 2 tỷ đồng thu được từ đấu giá thiện nguyện, vé bán trận đấu sẽ dành làm công tác thiện nguyện. Chương trình bệ phóng thương hiệu do công ty cổ phần truyền thông và giải trí O Media tổ chức không chỉ kết hợp giữa nghệ thuật và thể thao mà còn thể hiện tinh thần dân tộc, tấm lòng nhân ái của cộng đồng bóng đá Việt Nam, chia sẻ với tất cả đồng bào trên mọi miền tổ quốc.